Rồi, kênh Đỗ Vũ xin chào anh chị bạn. Hôm nay làm công việc lu bu quá, tính không quay cái kênh cho anh chị bạn xem mà nhín thời gian qua quay kênh cho anh chị bạn xem. Tại nay là 14 ngày tuổi rồi bạn mà không được thay nước, bởi vì mình sáng mình tranh thủ mình đắp cái bờ này lên cao nè. Này bạn thấy đắp bờ lên cao bơm nước ra thay nước xong rồi mình mới buông ra mình xả vô. Mình rút máy là gì hết. Hiện giờ mặt nước nó cao hơn nước trong nên mình đang xả từ từ vô, mình bơm khô lên máy đang thay nước để nó dơ dơ, nó sốc nồng nọc hao nọc. Mấy bữa mình che lưới dây nhiệt không 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 kịp đó bạn, làm không kịp lu bu là không kịp, nó hao 2 3 ngày đó, hao nhiều. Bạn thấy cái thao thức ăn bữa hổm anh chị bạn ăn 0,5 gem lúc 10 ngày á, nó ăn cũng gần đầy một thao rồi mà hiện nay nó hao là ý là lên tới 1 ly nữa bạn. Cái ăn này 1 ly nè mà nó vẫn ăn con thao này là mấy bạn thấy nó hao hao hụt một số cũng được, khá khá đó. Tại nắng mình làm không kịp là do mình chứ không phải do cái gì hết, không phải do thời tiết, không đổ thừa ai được. Rồi hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh chị các bạn tại sao mà mình nuôi nồng nọc đạt này, mình phải bật mí luôn, lật bài sơ sơ luôn chứ không có lật bài hết đâu bạn. Lật hết nhiều cái trái giống mới thì vô bấm comment chữ mình dữ lắm. Nếu mà mình bật mí hết này nó học sao nó học được, nó cười như mặt mình nữa. Hồi này mình mới thay nước nè bạn, thay nước mình tạt thuốc tím với muối nè, bởi vì cái màu nước nó không có xanh đậm như mấy bữa hổm nữa. Chị bạn xem, 2 giờ mình mới thay nước, giờ hôm nay cũng vậy. Cái này mình thay trước người ta thuốc tím rồi mà trước rồi mới vậy, nó hơi lắng xuống nó hơi trong nè, giờ hôm kia còn đỏ. Nồng nọc 14 ngày tuổi cũng tốt nồng nọc nha bạn. À, chưa, để mình quay sơ sơ chút xíu rồi mình quay lại tại sao mình nuôi nồng nọc đạt như vậy đây. Và mình bật mí nhẹ thôi chứ anh chị bạn người nào mua ít nái mình mới chỉ, với lại người nào quen mình mới chỉ thôi chứ điện thoại mình không có nói được nữa. Quen ta tới tới nhà đây mình chỉ cách điều chỉnh độ pH nước cho nồng nọc nó tốt. Và cái nguyên nhân tại sao mình nuôi nồng nọc lại tốt mà nhiều bạn nuôi nồng nọc không được tốt, không được khỏe mạnh, nó bị sốc hao hụt nhiều đủ thứ. Nọc này chắc 16 ngày lên chân quá gì quá trời, nó phát triển nó bự các bạn, khó bắt quá. Nước trong các bạn thấy nước trong nó thấy khó bắt không? Mình lại gốc đây mình bắt một con quay cho anh chị bạn xem. Các bạn, mình thấy nó cũng to anh chị bạn thấy không? So với 12 ngày tuổi bữa hổm thì nó nhích hơn chút thôi các bạn. À, thời điểm này là nó hơi chuẩn hơi lại là nó chuẩn bị nó bung chân trước ra, mà bung cái chân trước ra nó lên dĩ là gọi là lên dĩ, có gọi là lên chân luôn. Anh bắt con khác anh chị bạn xem cái giò đằng sau nó to lại nè các bạn, nhảy rồi. Rồi đây mình gãi thức ăn xong mình quay cho anh chị bạn xem, rồi cái đầu mình quay lại cái mình nói luôn cái nguyên nhân sao pH sao nồng nọc nó tốt nha các bạn. Thiệt mình cái này là mình quen mình mới nói, mình chỉ bật mí nhẹ thôi mà quen, cái thứ nhất quen mới nói, ai mua ít nái mình mới chỉ hướng dẫn thôi, với lại có cán mình mới nói cái độ pH bao nhiêu là nọc tốt thôi. Tại nuôi lâu năm mình nói có nhiều, nếu mình nói ra cái nhiều chả giống chữ mà, biết cái mức độ pH bao nhiêu đó nồng nọc tốt rồi quay ngang chữ mình ngu nữa. Cái này là mình không nói trên cái kênh này được.
Rồi anh quay cho nồng nọc ăn cho anh chị các bạn xem. Nồng nọc cái nước độ pH của mình điều chỉnh nó đúng mức mức độ là con nồng nọc nó khỏe mạnh, nó tốt, nó ăn mạnh như vậy nữa các bạn. Chỗ này nãy mình gãi mình ăn hết rồi. Ở bên đây nó đã ăn hết rồi các bạn. Gãi này là mình mới gãi gãi vậy là nó ăn rất mạnh, ăn nhiều này là cái thao ăn đó là hơi thiếu nha các bạn. Gãi chưa được 3 phút đồng hồ nữa, mình gãi xích xích cho quay cho anh chị bạn xem là nó ăn điều này là có mấy cái đầu này là nó ăn điều này là thiếu nha các bạn. Còn anh chị gãi chừng trong vòng 5 phút. Ăn trong vòng 5 phút mà nó còn ngơi ngơi, còn lơ thưa hộp thức ăn á. Là chắc đó là nó vừa nha. Còn cỡ 5-7 phút mà còn thức ăn nhiều quá là dư thừa thức ăn nha. Mình phải theo kinh nghiệm mình là vậy. Nay mình nhín thời gian ra tại làm, mình mấy giờ ướt nhẹp, bởi vậy mình không có quay là mình mấy của mình lại cho anh chị bạn xem được. Giờ cũng tối rồi, 5 giờ mấy rồi các bạn. Mới thay nước xong. Giờ bạn thấy cái đập đẳng đang chảy nước vô quá trời. Một chút xíu nó là nó sẽ lúc cái này sẽ lên gần 3 tấc. Ở chỗ đó là mới bể vô chảy đằng đó quá thế rồi. Các bạn, chỗ đó nó đang chảy vô dụng rất mạnh. Nước đang chảy lại nè. Nước đang chảy lại khá mạnh. Ông gãi lượng thức ăn vậy là cũng được nè các bạn. Gãi về vậy là nó ăn gần hết là cũng vừa nè. Con nào nọc to khỏe. Con nào nấy to không các bạn. Nọc này chắc có thể lên chân sớm. Thường là cái mùa lạnh này là lên chân khoảng 18 ngày lên chân. Tại hổm mình thấy mấy bạn thấy nọc mình nó cũng chậm đó, chậm ăn chậm đó. Mà nay nó đã to khỏe vậy nó có thể là nằm cỡ 16-17 ngày lên chân. Rồi mình quay lại cho anh chị bạn xem cái đây ngay giữa này là cái ly với cái bút đo pH nha các bạn. Là mình nuôi nồng nọc là mình đo mỗi ngày cái lượng đo cái pH mỗi ngày luôn nha các bạn. Cái dèo nồng nọc này là mình đo mình mới đầu thì là mình hướng dẫn anh chị bạn đo mới đầu anh chị múc bốn chỗ, chia ra bốn chỗ anh chị múc bốn cái anh chị đo thử cái độ pH nó có chênh lệch như không. Đo vừa xong bốn chỗ bốn góc rồi anh chị phải đo ngược lại một cái nữa là quậy hơi dưới lên cặn bã, có cái này kia dưới lên có chất đất cát gì dưới đó. Anh chị đo bốn lần lại bốn lần cái nữa là ra độ chính xác, mình tính ra độ chính xác cái độ pH nước này là anh chị biết cái lượng pH cái con nồng nọc bao nhiêu là nó khỏe mạnh là đo là ngày nào đo mỗi ngày đặng mình điều chỉnh độ pH được thiếu hay là dư hay là cao hay là thấp mà mình có thể điều chỉnh được. Cái này chỉ theo kinh nghiệm thôi, cho mấy bạn hỏi kỹ sư luôn, bây giờ mình không nói đó, cho mấy bạn hỏi kỹ sư luôn. Kỹ sư bây giờ của kỹ sư chỉ là biết cái vụ mà pH là sống được con nồng nọc nó sống được chứ chưa có biết con nồng nọc sống cái độ pH bao nhiêu là tốt nhất. Mình giờ mình không nói, mình cho mấy bạn hỏi nuôi mình theo kinh nghiệm thôi, cái này mình không nói lên luôn. Bữa nay mình bật mí cho anh chị bạn xem pH là mình đo mỗi ngày hai dèo này mới đo xong nè, độ pH nó cũng tương đối với anh chị tốt.
nằm giá này là tốt. Mình có thể chỉnh độ pH được luôn. Bởi vậy mình không có nấu cho công người nhiều, cái chả giống ép ra số lượng nhiều rồi nó chửi mình ngu nữa. Bây giờ mình không nói, bây giờ ai mua ít nái mình nói, hoặc cốt dữ lắm mới nói, còn điện thoại khơi khơi mình không nói đâu, mình nói trước. Gọi kênh mình này tới đây đây thôi, coi cho nó bạn xem nồng nọc mình 16, ủa lộn, 10 14 ngày tuổi, cho anh chị bạn xem nó to khỏe vậy đó. Và cái cách mình đo độ pH cho nó đúng rồi nói bao nhiêu thôi, mình không có nói pH bao nhiêu con nọc tốt hết. Rồi kênh hôm nay làm tới đây thôi, chào tạm biệt anh chị và các bạn.